những bí ẩn cổ đại lớn nhất của Trung Quốc. Trung Quốc cổ đại vẫn là một nơi chứa đầy những bí mật. Những địa điểm và đồ vật cổ xưa kỳ lạ này vẫn còn là bí ẩn chưa được khám phá. Nhiều bí ẩn còn chưa được khám phá nằm rải rác dưới đáy hồ Phủ Tiên, trải dài qua huyện Trường Giang, Giang Xuyên và Hoa Ninh ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Hồ cao 1.720m so với mực nước biển và bao gồm 212km vuông đất liền. Theo truyền thuyết địa phương, một hình bóng giống như là thành phố dưới đáy hồ có thể được nhìn thấy rõ ràng vào một ngày đẹp trời, nhìn từ những ngọn núi gần đó. Để tìm hiểu xem có thứ gì ẩn trong vùng nước tĩnh lặng này, thì một nhóm các nhà khảo cổ Trung Quốc đã tiến hành khảo sát và sử dụng máy dò tiên tiến, phát hiện rất nhiều khối kỳ lạ nằm rải rác dưới đáy hồ, tạo thành một bức tường cùng với các cột cờ khác nhau. Thậm chí có cả hình ảnh cầu thang cao xuất hiện cùng các cột cờ phủ đầy rêu dường như để lộ một thành phố cổ xưa chìm trong nước. Các thành viên trong nhóm tìm thấy phạm vi của khu vực này vô cùng rộng lớn và dấu vết xây dựng ở khắp mọi nơi cùng với nhiều đồ đất nung. Địa điểm dưới nước này có thể là thành phố cũ Vũ Nguyên đã biến mất một cách bí ẩn từ hàng trăm năm trước. Đá Propa phơi bày vụ tai nạn tàu vũ trụ ngoài trái đất 12.000 năm trước. Đây là truyền thuyết của người địa phương về một con tàu vũ trụ có thể đến từ nơi xa xôi trong thiên hà của chúng ta. Theo truyền thuyết, khi tàu vũ trụ này rơi xuống trái đất khiến những người ngoài hành tinh bị mắc kẹt tại một nơi xa lạ. Họ cố gắng trở về nhà nhưng rồi nhận ra rằng sự tồn tại của họ sẽ sớm bị tiêu diệt và đã viết ra câu chuyện của mình để lại cho hậu thế. Đây chính là tảng đá chứa đựng những thông điệp về bí ẩn của người ngoài hành tinh, họ là ai, điều gì đã đưa họ đến đây. Bí ẩn của Động bằng Huyền làm thế nào các loài động vật khổng lồ có thể đến được một hang động sâu trong núi, nằm trên độ cao hơn 1.600m so với mực nước biển. Đồng bằng Huyền là một hang động đá hôi Paleolithic, nằm trong thung lũng nhỏ cao 1.630m so với mực nước biển ở phía tây cao nguyên Quý Châu, miền Nam Trung Quốc. Con người đã có mặt tại hang động này khoảng 300.000 năm trước và khi đó họ cũng là những động vật khổng lồ. Nhưng các nhà khoa học đang bối rối về việc làm sao con người ở 300.000 năm trước có thể trèo cao như vậy. Bí ẩn về những chiếc gương ma thuật. Ở Trung Quốc cổ đại có một loại gương hiếm gọi là gương ma thuật. Khi một luồng ánh sáng mạnh chiếu vào bề mặt phía trước của gương thì những hình ảnh hoa văn trang trí ở mặt sau sẽ xuất hiện một cách bí ẩn những chiếc gương ma thuật này đã thu hút sự chú ý của phương Tây từ năm 1832. Hàng chục nhà khoa học đã cố gắng khám phá bí mật của họ nhưng vẫn chưa tìm ra. Nguồn gốc chính xác của những chiếc gương ma thuật này đến nay vẫn chưa được biết. Các hiện vật của ET xung quanh núi Bạch Công Những cổ vật này được biết đến với tên gọi là Real ET, Relic và không ai biết nguồn gốc của chúng. Có phải người ngoài hành tinh đã từng đến núi Bạch Công nằm cách thành phố Đức Linh Cáp khoảng 40 km về phía Tây Nam và để lại những di vật bí ẩn không rõ nguồn gốc này hay không? Khu vực này nằm rất biệt lập và những cổ vật kỳ lạ có thể có nguồn gốc ngoài trái đất đã được phát hiện quanh khu vực núi Bạch Công nằm cách thành phố không xa. Năm 2003, thì một nhóm chính nhà khoa học Trung Quốc đã tới tỉnh Thanh Hải để kiểm tra địa điểm này. Nhưng cho đến nay thì kết quả vẫn chưa được công bố chính thức. Động hóa sơn bí ẩn đến vùng ngoại ô phía đông của huyện Đồn Khê, thuộc thành phố Hoàng Sơn, tỉnh An Huy, du khách sẽ tìm thấy động hóa sơn ngập tràn những truyền thuyết cổ xưa. Lịch sử và điều bí ẩn của nơi này vô tình được phát hiện bởi một người nông dân địa phương. Khám phá bí ẩn nhất là độ dốc kỳ lạ của hang động. Mặt phẳng nghiêng của các vách hang có độ dốc chính xác giống như là ngọn đồi bên ngoài. Có phải đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Hay có bí ẩn nào đó nằm sau hiện tượng này? Tuy nhiên thì công nghệ xây dựng từ hàng ngàn năm trước không thể làm được điều này, vậy nên tới giờ đây vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp. Thế giới cổ đại bí mật bị chôn vùi dưới sa mạc Taklamakan. Taklamakan là sa mạc lớn nhất ở Trung Quốc và nó cũng được coi là sa mạc chuyển cát lớn thứ hai trên thế giới, với diện tích hơn 33.700 km vuông. Trong ngôn ngữ của Uyghur, Taklamakan có nghĩa là bạn có thể vào đó nhưng không bao giờ có thể thoát ra được. Và đó là lý do tại sao sa mạc còn được gọi là biển tử thần. Người xưa tin rằng một khi bạn đã bước vào đây này thì không có lối thoát. Một thời gian dài trước đây có những ngôi nhà và đền thờ ở đây. Ngày nay thì mọi thứ đều bị chôn vùi dưới cát, ngay cả những di tích cổ xưa quý giá nhất. Các nhà khảo cổ đang bắt đầu khám phá một số bí mật đã được ẩn giấu trong khu vực bí ẩn này. Tuy nhiên thì dường như chúng ta chỉ đang tìm kiếm được bề mặt và chỉ có thời gian mới có thể nói lên những điều kỳ diệu hơn đang chờ được làm sáng tỏ văn hóa hồng sơn cổ đại nền văn hóa hồng sơn cổ đại bí ẩn đã biến mất hàng ngàn năm trước nhưng để lại một số bức tượng ngọc đáng kinh ngạc mà chúng ta được chiêm ngưỡng ngày nay không có nghi ngờ rằng văn hóa hồng sơn của trung quốc cổ đại đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử của đất nước này Người Hồng Sơn là những người tôn thờ rồng và có thể thấy thông qua các cổ vật họ để lại. Một số cổ vật bằng ngọc được phát hiện trong các ngôi mộ hoặc là gần một điện thờ. Tuy nhiên thì một số bức tượng nhỏ không giống với bất kỳ sinh vật hay là biểu tượng nào được biết đến, đó là ai? Có phải là người Hồng Sơn đã gặp người ngoài hành tinh cổ đại? Kim tự tháp vĩ đại bí ẩn của Trung Quốc. Kim tự tháp này nằm cách hơn 60 km về phía tây nam của Tây An lớn nhất trong số 16 kim tự tháp nằm trong khu vực cấm. Những hạn chế này khiến cho người phương Tây vô cùng khó khăn khi ghé thăm kim tự tháp và chụp ảnh đó. Không biết chính xác kim tự tháp vĩ đại này của Trung Quốc được xây dựng khi nào. Theo một số nhà khảo cổ học của Trung Quốc, kim tự tháp được xây dựng vào thời nhà Hạ, từ năm 2205 đến năm 1767 trước công nguyên. Kim tự tháp này có chiều cao khoảng 300 m, khiến cho nó trở thành kim tự tháp cao nhất thế giới. Kim tự tháp vĩ đại quay cập có chiều cao là gần 140 m. Những người xây dựng kim tự tháp bí ẩn của Trung Quốc là ai? Họ có phải là thành viên của một nền văn minh Atlantean cổ đại? Hoặc có lẽ họ là những người khủng độ của quá khứ hoặc thậm chí có thể là người ngoài hành tinh? Câu hỏi này tới nay vẫn còn là bí ẩn. Clip của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở các clip tiếp theo.